Chào anh Hello, Phong, chào quá Nam Phong. chào dạ bố cầm hồi nãy chia sẻ cũng rất là chính xác, rất là cũng hài hước nữa. Chúc bố cầm mau khỏe nha, để còn tham gia chiến đấu với tụi con. Trước khi em nói lên cái quan điểm của mình thì cũng nói vui một chút thôi, dự báo về tương lai. Nghĩa là ở bên Mỹ là có cái gọi là cái Lido Sài Gòn á, mà hình như nghe đâu là mới khởi công xây dựng cái Lido Carbon rồi, sắp Có tới là hả? dự báo có khả năng là sẽ xây dựng thêm cái Lido Kiev, để dành cho mấy thằng đu càng đó anh. Mà như là nghe nói bữa có xem là đâu à, theo thống kê nước Mỹ là có ở cái gì tiểu bang Nevada gì đó, ở tiểu bang đất còn rộng lắm, Đúng mà rồi, cái đeo ra đặc tính đặc thù của khu vực đó là như là nó hơi khô cằn, hơi thiếu nước một chút thôi, hơi thiếu nước một chút thôi, nhưng mà những nhân vật mà gọi là sống mà theo cái gọi là chịu hạn hạn hán á thì Tam chị Phong mọi người cũng biết rồi. nướng. Đó, 47 là cái thức chịu hạn họ cao, có thể là vào vào Không vùng đó cần được nước á. đâu, Không cần nước. không mà chính xác. Em thừa nhận cái điều anh nói là chính xác này. Anh biết cái tụ nghĩa đường đâu, tụ nghĩa đường Đào Minh Quân là ở Nevada đó, mặt Nevada Trụ sở luôn hả? Cái đó. đó là trụ sở luôn đúng không? Tụ sở tụ nghĩa đường ngay chính giữa sa nhưng mạc mà nhưng mà Nevada, nhưng dành mà cho nhưng mà mấy nghe thằng không có nước. Nam Phong, anh nghe đồn là như là chơi lớn hơn nữa, thay vì bên ở Mỹ là chỉ có lầu 5 góc thôi, mà nghe nói là đâu kia là tính xây dựng ở đó là cái gì lầu 6 góc luôn mà, phải không? Tức là phải hơn Mỹ góc mới chịu đúng không? Cái tin nó đúng không ta? Cái đó thì em không biết, nhưng mà đợt trước em có làm cái bài thơ nói Cali có tụ nghĩa đường là nơi đi ỉa muôn phương đổ về. Mà thôi là đọc bài thơ này nó hơi bậy. Đại khái là nó gì vậy đó. Thì đó thì em nói là dự kiến là sẽ có thêm Lido Sài Gòn có rồi ha. Lido Carbon đang chuẩn bị khởi công rồi, sắp tới sẽ có Lido Kiev rồi, là tương lai sẽ có Lido Đài Bắc, Lido Bát Đa, nhiều lắm. Cứ làm tay sai cho Mỹ là có Lido hết, Đúng mà rồi. mai mốt đu càng là cứ đó làm Lido hết đi thì vui chút xíu. Bây giờ mình trở lại vấn đề Ukraine thì có rất nhiều cái thông tin chúng ta cũng đã xem, nhưng mà mỗi người thông tin thì nó có những cái chính xác 100%, có những cái thì nó khoảng vài chục phần trăm, có những cái nó hoàn toàn bịa đặt. Cho nên là một cái công dân mạng chúng ta cần phải sáng suốt. Bởi vì nói về thông tin thì anh biết rồi, anh chị em mình biết rồi, rất nhiều thông tin gọi là xuyên tạc bịa đặt. Mà cái xuyên tạc bịa đặt ở đây á, nó toàn là có lợi cho phương Tây đó, và nó làm hình ảnh của nước Nga xấu xí trên trong mắt cộng đồng thế giới. Nó rất nhiều cái thông tin, những cái hình ảnh mà để được cộng đồng mạng mình bóc phốt đó, nó đâu có khó đâu. Những cái hình ảnh đó người ta chỉ cần vô hình ảnh, người ta click vô cái tìm kiếm là nó sẽ ra cái hình ảnh đó, nó ở đâu khi nào. Nhưng mà cái đám bẩn bụng này thì nó vẫn xưa giờ nó vẫn dùng những cái hình ảnh để nó xuyên tạc bịa đặt. Đó là bản chất mà, bản chất thì đâu có thay đổi được. Một cái thằng ăn cướp thì nó không thay đổi được đâu. Rồi hồi nãy anh nói đến cái vấn đề mà Việt Tân mà nói là đất nước ta, thì anh nói là thì thật sự tụi nó ngáo quá rồi anh. Đúng rồi. Tụi nó không có tiền để chơi hàng đá đâu. Mà nãy anh nhắc đến cái vấn đề mà nó hút lá đu đủ rồi, đúng không? Nghiện nhưng mà không có tiền mua đá đâu, ra hai lá đu đủ phơi khô xong hút hút để cho nó đầu óc nó bay bổng, xuyên tạc cho nó dễ. Cái đá Việt Tân này tiền đâu mà đi chơi thằng đá, anh biết thằng đá một lần chơi mấy triệu bạc tiền đâu. Đi bưng phở, đi rửa chén homelette thì tiền đâu mà chơi đá. Canh canh nhà ai có cây đu đủ thì tối ra ăn trộm lá rồi sáng phơi khô hút thôi, nó khổ vậy.
Thì cái vấn đề này thì em cũng có cái liên hệ với lại cái chế độ Mộ Hoàng ngày xưa. Thật sự nó cũng có những cái rất là giống anh, đúng không? Giống từ rồi. hôm qua anh em mình đã chia sẻ rồi. À, cái ông tổng thống này ông kêu gọi là giống y như ông Thiệu ngày xưa, không khác gì hết. Chúng tôi bị bỏ rơi, Và chúng tôi bị tương lai thì cũng sẽ chạy giống như là mới đầu thì hô hào tử thủ, rơi. miệng mồm lúc nào cũng tử thủ đó. Cái đám tay sai cái miệng nó bự lắm. Hồi xưa quân giải phóng quýnh tới đâu thì nó hô hào tử thủ tới đó. Phải bước qua xác của tao, tao sẽ bắn tới viên đạn cuối cùng. rồi. Nhưng mà chưa tới là đâu càng chạy hết, từ thằng tướng tới thằng lính, nó nhục. Cái quân đội hạng tư nó nhục khủng khiếp mà nó không biết nhục, cho nên nó ngày nào nó cũng lôi cái quân đội hạng tư nó ra để nó tự hào. Bây giờ vừa thời gian trước là Afghanistan, rồi bây giờ sẽ là Ukraine đó. Thì ở đây em đánh giá rất rất thấp cái tầm lãnh đạo của cái ông tổng thống này. Vì anh chị biết là nguồn gốc xuất xứ xuất thân của ông là một diễn viên hài, thì làm gì có đủ cái nhận thức chính trị để mà lãnh đạo một cái đất nước, mà đặc biệt là một cái đất nước mà nó nhạy cảm như Ukraine. Cái ông này không có tầm. Một cái người lãnh đạo người ta cần cái tâm và cái tầm. Nhưng mà cái tâm, riêng cái tâm thì ông này không biết. Có khả năng ông cũng không có tâm đâu. Nếu mà Chào chú Khoan. ông nghĩ cho nhân cho anh Chu Văn, ông nghĩ cho nhân dân thì ông đã đàm phán rồi, đúng không anh? Nghĩ cho cái sự tồn vong của đất nước thì ông đã đàm phán. Thì có nghĩa là cái tâm của ông này cũng không phải là vì đất nước, vì nhân dân, mà vì quyền lực. Cái thứ hai nữa là cái tầm thì quá tệ đi. Không cần biết ông lãnh đạo cái gì, ông có bằng cấp gì, không, ông học như thế nào, nhưng mà ông lãnh đạo đất nước mà ông để đất nước thụt lùi, để đất nước xảy ra chiến tranh, là lãnh đạo đó là lãnh đạo tồi. Lãnh đạo tồi, bởi vì chiến tranh nó sẽ tàn phá đất nước, rồi nhân dân sẽ lầm than, đúng không? Hy sinh mất mát là cái chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Và một vị lãnh đạo mà để xảy ra những cái việc đó thì lãnh đạo đó vứt, không xứng đáng để nhắc đến. Chào Việt Và ông Rai. này cũng vậy, cho anh biết rồi đó. Thì những cái nước trên cái bàn cờ chính trị thế giới á, thì những cái nước lớn đó, những cái nước mà mày nhỏ, cái tầm ảnh hưởng thấp, rồi kinh tế quân sự mà còn yếu á, trước giờ chúng ta thấy trong xuyên suốt cái chiều dài dài lịch sử á, thì những cái nước nhỏ nó giống như là một cái con tốt trên cái bàn cờ tướng chúng ta chơi. Và cái nước lớn là ai? Là Mỹ, Nga, họ đang chơi á. Và Ukraine chính là cái con tốt đó, để nó lợi dụng thôi. Khi mà cái con tốt đó không có giá trị lợi dụng thì nó sẵn sàng thí tốt, đúng không? Thì Ukraine này cũng vậy. Và ngày xưa chúng ta đã từng là một con tốt thí của Mỹ và Trung Quốc, cho nên chúng ta rất hiểu cái điều đó. Còn Ukraine này không biết gọi là rút kinh nghiệm từ từ lịch sử, ngon, từ các nước khác để mà dành cho mình cái bài học để mà ngoại giao cho nó khôn khéo. Và bây giờ Ukraine đã là con tốt thí rồi. Anh chào Giang. Cái lợi ích của Nga và phương Tây nó lớn gấp trăm lần cái lợi ích của phương Tây đối với Ukraine. Phương Tây nó không ưa nước Nga, nhưng mà nó không thể đánh đổi chọn Ukraine để mà đối đầu trực diện với nước Nga đó. Cho nên là Ukraine nó ngây thơ, cụ thể là tổng thống này nó quá ngây thơ đi, cứ nghĩ là chống Nga thì Mỹ phương Tây sẽ hô hào giúp sức, sẽ nhảy đưa quân vô để mà viện trợ, để mà hỗ trợ. Nhưng mà cuối cùng rồi sao đó, vì tôi đã bị bỏ rơi, chúng ta đã bị bỏ rơi. Một cái câu nói nó thể hiện sự hèn hạ, sự ngu dốt
đó, một cái tư duy của một cái kẻ mà muốn làm tay sai chứ không muốn làm chủ vận mệnh đất nước đó. Một cái tổng thống như vậy thì còn gì để mà nói, Thế này ông là xứng Nam Phong đáng nè. hoàn một À, Nam Phong, anh thì đây. anh lại có góc nhìn, anh thì anh lại có góc nhìn thế này. À, trước tiên á, về cái hai cái từ chiến chiến tranh á, thì thật ra là cái điều đó thì mình tin rằng thì không ai muốn, đúng không ạ? Cái trường hợp bất khả kháng thì xảy ra thì mình không nói rồi. À, nhưng còn về nhân vật như là cái ông tổng thống của Ukraine này nè, thì nếu mà theo cái góc nhìn của anh á, nếu chúng ta nhìn lại á, nhìn lại mà chúng ta xem những cái vấn đề mà như Nam Phong nói, bất cứ một anh nào liên quan tới Mỹ, thì mình nghĩ là cái nhân vật này nó giống như là một cái con cờ của Mỹ rồi, là tay sai, tức là vô cái tình huống rồi là phải theo, phải làm những gì mà bên kia họ muốn. À, bởi vì nếu mà bây giờ không làm theo ý họ thì họ sẽ xử lý thôi, giống như câu chuyện 1963 đó, Nam Phong công nhận không? Nó bán đứng không? Chỉ cần Dạ. là sẽ có một cái thế nào đó sẽ xử lý thôi, và có thể là cái này là góc nhìn của mình thôi nha, chứ mình cũng không có rành về chính trị, nhưng mà ý mình nói là có thể là cái ông tổng thống này là ông ta có vẻ là có cũng thừa hiểu, tức là bây giờ lỡ chơi với cọp rồi, và lỡ leo lên con cọp, leo lên lưng con cọp rồi là chỉ còn một đường phóng thôi, chứ không thể nào tụt xuống hoặc dừng lại được nữa đó. Mình thì mình nghĩ như vậy, cá nhân anh thì anh nghĩ như vậy, cho nên là về sau thì rõ ràng là mình không dám bàn, nhưng mà ý mình nhìn ra như vậy đó, tức là cái điểm cốt lõi cuối cùng là gì, chơi với ai cũng được, chơi với ai thì đó là quyền của mỗi người, nhưng phải biết tìm bạn mà chơi, đúng không ạ? Và chơi tới mức độ như thế nào, cái đó mới là cái quan trọng, Và chơi chứ mình không chơi thể phải tin làm tuyệt chủ được đối vào bản em nào mà hứa thân, hẹn cả. À đúng không? đừng có phục. Đó, giống như đó mấy Đúng ông rồi, kia đó, là chơi cho đã xong mà bây giờ nói không nói thì không được thì thôi thì bèm thôi, mà đau một cái mà chính thủ hạ mình bèm nó mới đau chứ, đúng không? Đau cái chỗ à đó đó. em thấy cái vấn đề cái tổng thống Urena này nó có một cái hèn mà hầu như chưa có một cái vị vị lãnh đạo đất nước nào mà nó gọi là vừa hèn vừa nhục như vậy. Anh còn nhớ cách đây mấy tháng ông tổng thống này với phu nhân đi qua thăm nước Mỹ không? Em thấy cộng đồng mạng chia sẻ clip và những cái hình ảnh rất nhiều. Một cái vị tổng thống mà đi thăm một cái đất nước gọi là, nếu mà theo cái quan hệ quốc tế thì anh phải cái đất nước đến đất nước đó phải đón theo cái nghi thức ngoại giao cấp nhà nước. Có nghĩa là phải duyệt đội danh dự, rồi tổng thống cùng cấp, cái người đồng cấp ra đón, đúng không? Rồi có đội danh dự, rồi có những cái nghi thức gọi là cấp nhà nước. Nhưng mà riêng ông này qua thì tới sân bay có 5 người đón. Trong đó có một sĩ quan, người sĩ quan cấp thấp thôi, một binh sĩ, một đầu bếp, một cán bộ đại sứ quán của Ukraine với một người nữa. 5 người ra đón. Và cái chuyến sang Mỹ đó muốn gặp Biden để không biết để xin xỏ hay để làm gì, Biden không 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 gặp đó, cuối cùng phải trở về. Và gần đây trước khi xảy ra cuộc chiến thì ông ta cũng có viết thư mời Biden qua, Biden trả lời là không sắp xếp được. Có nghĩa là nước Mỹ nó coi thường Ukraine này đến mức độ đó. Đó, nó coi thường đến mức độ đó nhưng mà vẫn bám đứt Mỹ để Nam làm Phong, Nam gì, Phong, anh thấy có nhục. Nam Phong, Nam Phong, À, nói đi. Nam Phong. Sáng Nam Phong vừa vừa sáng Nam Phong vừa chia sẻ cái điều đó đó, thì Nam Phong có thấy rằng cái sự nó liên quan tới lịch sử nó rất là nhiều. Giống như hôm qua anh em chúng ta làm cái chủ đề, anh em chúng ta từng nói cái bầu cử, trò hề bầu cử 1955 không, nhớ không? Nếu mà Chín năm nếu lăm nếu bây giờ Nam Phong rồi. xô chổi lại năm à Nam Phong thấy rõ ràng là hai cái nhân vật đó từ đầu đến cuối nó cùng một kịch bản. Cùng một kịch bản đó là gì? Là quan thầy Mỹ dựng lên và sai khiến, đúng không? Thì có nghĩa là cái chuyện Nam Phong đưa ra tại sao họ không xem trọng, bởi vì mày là đệ tử của tao, mày là lính của tao, đúng Đúng, chưa? chính xác. Đấy chưa? Cho nên là tại sao tao phải xem trọng mày, tao đón cái gì đó là chuyện của tao, đó là chẳng qua là đón cho có thôi, nó không được mang cái tầm này qua cái tầm kia. Đó là gì?
mày là thằng tay sai, Có đúng khả năng, không? có khả Rõ năng ràng ông chưa? Nhìn lại tức không là ông hai cái dạ. hai cái câu chuyện đó, Khả đó năng là không Phong, mà mọi người nhìn kỹ lại xem nó rất là giống nhau, nó cùng một kịch bản luôn. Nếu mà người soi 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 từng chi tiết một, nó không khác một chút xíu nào kịch bản đó đó, thấy không? Còn cái kia kịch ví dụ mà bản, có cự kịch cãi gì lại là bằng 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 vậy thôi, còn này không cãi, đúng không? Ok thì cứ múa đi, múa theo ý tao ra, múa chừng nào múa không được nữa thì thôi thì tao cấp cho mày cái vé rồi bay qua bên kia, đúng không? Còn mày mà không múa là bằng 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 vậy thôi à, thì cái mà đúng anh không? Nam Phong thấy sao? Nam Phong nhìn lại cái đi. chính xác anh, ở đây á cái kịch bản anh em mình chắc nhiều người biết, có nghĩa là cái diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ mà nó có nhiều cái tên gọi đúng Đúng không, rồi. cách mạng màu, cách cam, rồi mùa xuân Ả Rập, hay là cách mạng hoa túi địch hoa cướp lợn gì đó, rất nhiều cái cách mạng. Thì nó là cái gì, là cách là diễn biến hòa bình, và nó có cái barem, nó có một cái kịch bản giống như nhau đó. Và Ukraine cũng vậy, cái vụ Maidan năm 2014 đúng không, cũng là cái kịch bản của cách mạng màu đó, diễn biến hòa bình đó. Mà khi mà lật đổ cái chế độ thân Nga thì cũng bầu bầu là đưa cái đám thân tay chân lên để mà sai khiến, nó y chang, nó đâu có gì đâu. Mà rất nhiều nước như vậy, Libya rồi Iraq đồ cũng thế đó, rồi Nam Tư, sau khi mà giết ông Milosevic thì nó cũng đưa cái gọi là cái ông thân Mỹ lên, thân phương Tây lên để dễ bề sai khiến thôi. Và cái ông này cũng có gì khác đâu, không có gì khác đâu. Đó, bàn tay của Mỹ mà đặc biệt đó là gì, là CIA, mình thì không thấy, thì CIA nó trốn kỹ lắm, nhưng mà bất cứ những cái bất ổn chính trị nào trên thế giới mà có liên quan đến Mỹ thì có bàn tay của CIA đó. Và CIA chính là cái người mà mang cái hũ hồi nãy bố Cầm có nhắc tới, cái hũ muối, hũ gạo gì, hũ bột gì mà ông ngoại trưởng Mỹ, ông cầm ngoại trưởng Mỹ Colin Powell ông cầm ở cái hội nghị Liên Hợp Quốc, và cho rằng đây là cái vũ khí giết người hàng loạt của chính quyền Saddam Hussein đó. Nó là cái bàn tay đạo diễn của CIA, bọn nó sẵn sàng dựng ra những cái câu chuyện không có thật đó để mà thực hiện cái mưu đồ chính trị. CIA trước giờ là vậy, và những người nào mà không nghe thì sẽ chơi cái trò gọi là ám sát. Rất nhiều lãnh đạo các nước ngày xưa đã bị ám sát rồi, các nước mà không theo Mỹ, không có riêng gì xã hội chủ nghĩa đâu, mà những cái nước mà không theo xã hội chủ nghĩa mà không theo Mỹ cũng cũng vậy, cũng là nạn nhân chơi cái trò ám sát. Nó tiểu nhân lắm anh ơi, đừng có nghĩ nó giàu mạnh là nó quân tử đâu, tiểu nhân lắm. Giờ nó dùng cái chiêu bài gì, độc tài đúng không, đem cái dân chủ đến cho cái đất nước độc tài, thì nó đánh Libya, đánh Iraq, đánh Syria. Vậy bây giờ tụi nó nói Trung Quốc độc tài, nước Nga độc tài, Putin độc tài, tại sao không dám đem quân đánh? Mày là cái thằng giàu mạnh nhất thế giới, to đầu nhất thế giới, tại sao không dám đánh? Đó, nó thể hiện cái sự tiểu nhân ở đó. Nếu mày là cái thằng quân tử thì mày sẽ đánh. Còn đây toàn đè mấy thằng nhỏ ăn hiếp mà, hiếp đáp những cái thằng nhỏ, thằng yếu. Có phải mày hèn không? Đúng không anh? Nếu mày tao to con, mày cũng to con gần bằng tao rồi. Hai, tao với mày ra bật co nè, đúng không, đối kháng nè, đó mới là thằng quân tử. Còn thằng Mỹ có bao giờ dám đụng Nga, dám đụng Trung Quốc đâu, mặc dù Nga Trung Quốc tiềm lực quân sự vẫn chưa bằng Mỹ, vẫn thua Mỹ mà có dám đụng đâu. Đó, Nga bây giờ nó quýnh Ukraine, Trung Quốc đứng bên kia Đại Tây Dương cầu nguyện, Biden cầu nguyện làm cái gì, nó thể hiện một cái gọi là một cái tiểu nhân của một cái đất nước lúc Dân tiện lúc mà cũng hơn hoang, dân ta dân dân là số dân một thế giới. dân tiện thế này nè Nam Phong, dân tiện thế này Nam Phong à, tại vì Nam Phong nhắc tới cái hai cái chữ cầu nguyện á thì anh nhớ tới điều này à, chúng ta trao đổi theo cái góc nhìn của người dân thôi nha, chúng ta không có cần phải nhìn nước này nước kia chi to lớn. Mọi người nhớ cái ca tút của thằng Phan Anh không?
đúng không, đúng tức là rồi cầu nguyện anh. ha, hoặc là đâu đó không đi gì Phan Anh đâu, đúng không, không đi gì Phan Anh đâu, Còn rất rất là nhiều 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 nhân vật. Thì đây nè, cơ hội để mọi người cống hiến nè, khỏi cầu nguyện nữa đó, cái hàng chữ của tổng thống Uyra đang kêu gọi đó, đăng ký đi, chứ. qua thể hiện đi, đúng không, cầu nguyện làm cái gì, đúng không, nó xa vời lắm, nó rất là xa vời, và nó mang cái gì đó hão huyền và ma mị lắm. Đây nè, đó, thể hiện đi, cống hiến đi, đó, đăng ký cái tên đi, bảo đảm đây là kêu gọi tình nguyện viên nước ngoài nha, gia nhập quân đội. Hey, đó, hỡi các ngài cầu nguyện, đừng cầu nguyện nữa, thực hiện đi chứ đừng có cầu nguyện nữa. Đúng không, Đắc Phong công nhận không? Cái này thực ra là đúng ra là phải gửi cho Phan Anh mới đúng nè, cái này phải gửi cho Phan Anh nè, ai ai có ai trong tường của Phan Anh mà có cái bạn Phan Anh thì nên gửi cái này cho hắn ra đi. Nó cái đám dâm chủ, đám bao que dâm chủ á, nó lên mạng nó to mồm anh, to mồm lắm, nhưng mà đố thằng nào mà dám đi, đố thằng nào dám đi. Anh thấy ở Việt Nam mình, con nó mở miệng ra là nó yêu nước thương dân, nó thù Trung Quốc, nhưng mà năm 1979 có cái thằng ba que nào xung phong đi đánh Trung Quốc đâu, toàn là người cộng sản hết. Cộng sản họ giữ nước đó. Vậy mất tiêu. Có thằng ba que nào mà xung phong, à, tôi thù Trung Quốc, là Trung Quốc qua chiếm đất nước tôi, là giờ cho tôi đi, tôi xung phong đi đi ra chi biên giới phía Bắc tôi đánh Trung Quốc không? Không có, không bao giờ có luôn, bởi vì bản chất tụi nó là hèn nhát, nó chỉ lên lên Facebook nó xuyên tạc bịa đặt, chế hình để lật đổ cộng sản, chứ tụi nó có thằng nào mà dám, chưa có thằng nào, cho nên nó thất bại là đúng. Ba que là hiện thân cho những kẻ thất bại, cái cờ ba sọc cũng vậy, cái cờ hiện thân cho cái nỗi nhục nhã của không chỉ Việt Nam Cộng Hòa mà cái nỗi nhục của cả nước Mỹ đó. Thì chia sẻ thì cũng nhiều rồi, mấy em gần hết pin rồi, cái gì em xin phép xuống nha. Ok, Anh à, nhớ 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 chia cảm ơn. sẻ cho mấy anh cầu nguyện cái nhớ chia sẻ mà mấy anh cầu nguyện cái hình ảnh này nha, đúng không? Ok, mấy anh cầu nguyện thể hiện thì đừng cầu nguyện chi, mất công lắm. Cái thằng phân nó đâu dám mở mở com đâu anh, mở com đâu, com thì vô người ta chửi quá, nó đâu dám mở đâu, cho nên là Ok nó chỉ để cho bạn bè của nó thôi, nó có mấy ngàn bạn bè ở à. trong đó thì nó tự xưng thẩm du với nhau thôi, chứ nó đâu dám mở com công khai đâu, bị người ta chửi quá. Ok. Ủa, Ok. hồi xưa ông già Chào Peter đặt tên thiếu dấu ớ, đúng ra nó phải tên là Phân Anh, nhưng mà anh. đặt tên là Phan Anh là bị sai rồi đó. Rồi bye anh, sạc điện Vậy. thoại. Ok, Rồi không. cảm ơn Cảm ơn chào rồi. các bạn diễn đàn. Dạ.